Sáng ngày 2 tháng 3, tại Bộ Y tế, Hội Nữ Trí thức Việt Nam phối hợp với Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh nữ trí thức tiêu biểu ngành y có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng chống COVID-19 trong 3 năm 2019-2022. Tham dự lễ tôn vinh có Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội Nữ Trí thức Việt Nam. Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Về phía lãnh đạo Bộ Y tế có Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương, đại biểu Hội Nữ Trí thức Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng hội Y học Việt Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam và Công đoàn Y tế Việt Nam, các cán bộ hội viên tiêu biểu đến từ các tỉnh, thành, đơn vị trong cả nước. Đây là lần đầu tiên lễ tôn vinh nữ trí thức tiêu biểu ngành y được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, 12 năm thành lập Hội Nữ Trí thức Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà bày tỏ sự xúc động, cảm phục và nhiệt liệt biểu dương các nữ trí thức tiêu biểu đến từ 20 tỉnh, thành, đơn vị trong cả nước. Lễ tôn vinh nữ trí thức tiêu biểu ngành y là minh chứng thể hiện cho sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm vượt qua khó khăn của các chị em trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho mỗi gia đình và cho toàn xã hội. Đây chính là tinh thần thi đua yêu nước và ý chí quyết tâm vượt lên chính mình của các nữ trí thức, các bác sĩ, dược sĩ. Mặc dù đã nghỉ hưu hay đang công tác, nhưng họ vẫn đam mê với công việc chung của hội, của ngành y tế, quyết tâm vươn tới đỉnh cao của sự nghiệp, cống hiến ngày càng nhiều cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương đánh giá cao sáng kiến của Công đoàn Y tế Việt Nam và Hội Nữ Trí thức Việt Nam đã chủ động phối hợp với Bộ Y tế để tôn vinh các nữ trí thức tiêu biểu ngành y lần đầu tiên. Hoạt động này hết sức ý nghĩa, không chỉ ghi nhận những đóng góp cống hiến của chị em trong giai đoạn 2019-2022, mà còn ý nghĩa khích lệ, động viên các chị em, nữ cán bộ ngành y tế tiếp tục phấn đấu cống hiến nhiều hơn nữa vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cũng gửi lời chúc mừng tới các nữ trí thức tiêu biểu của ngành y tế được tôn vinh, đồng thời cảm ơn sự hy sinh, cống hiến của các cán bộ y tế nói chung, cán bộ nữ nói riêng và đặc biệt là các nữ trí thức tiêu biểu. Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cũng đề nghị Công đoàn Y tế Việt Nam và Hội Nữ Trí thức Việt Nam duy trì việc tôn vinh này trở thành hoạt động thường niên trong những năm tiếp theo. Tại buổi lễ, 51 nữ trí thức tiêu biểu ngành y đến từ 20 đơn vị trong cả nước đang công tác trực tiếp trong các cơ sở y tế được vinh danh. Trong đó có 1 giáo sư, 15 phó giáo sư, 17 tiến sĩ, 9 thạc sĩ, 1 điều dưỡng. Đây hầu hết là những bác sĩ, dược sĩ, trong đó có 3 thầy thuốc nhân dân và 10 thầy thuốc ưu tú. Tôi rất là vinh dự và tự hào vì là một trong 151 nữ trí thức của Việt Nam được vinh danh và cũng là dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam cũng như là sắp tới là ngày 8 tháng 3 Quốc tế Phụ nữ. Và chúng tôi cũng thấy là mình đã được ghi nhận về những đóng góp cho ngành y tế trong suốt thời gian qua, đặc biệt là thời kỳ dịch COVID. Từ năm 2019 đến năm 2022 và cùng với toàn thể các cán bộ y tế, đặc biệt là các nữ nhân viên y tế thì chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức mình để chăm sóc sức khỏe, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, cũng như là bản thân tôi là giảng viên của Trường Đại học Y Hà Nội và cũng là một nhà quản lý thì chúng tôi cũng đã tham gia rất tích cực trên mọi mặt trận. Đây là một cái ý tưởng rất là hay, tôn vinh nữ trí thức của ngành y tế cũng là một cái sự ghi nhận và tạo động lực cho tất cả các chị em cán bộ nữ y tế trong ngành y sẽ cố gắng quyết tâm nỗ lực hơn nữa trong việc học tập, rèn luyện cũng như là trau dồi chuyên môn để phục vụ cho nhân dân, phục vụ cho đất nước.